nha các bạn. Đây nè. Đó, cái tàu dưới đây thì lúa tập nha. Tài xế đang cắt lúa tập của cậu đây. Bên đây đất cặp giường nè các bạn ơi. Khúc này lúng nè. Bình dầu này 130 lít. Tiếng máy nó gống ghê à. Cắt cây lùng. Đó, chiếc này Yamaha 82 nha. Đây, hai chiếc 70. Đó, 70 này đang vô sẽ cù cái lối cặp cái bà mẫu nè các bạn ơi. Chạy cũng lúng lúng luôn nè, lúng yếu cái máy này nó. Xong rồi quá. Lúc nãy là cắt dí ở ngoài này rồi nha các bạn. Giờ mới vô tới cái khúc lung này này cắt nha. Đem bao ra tiếp tục vô quýu quýu cái đất lại luôn à. Đây máy chạy tới đầu dưới đó các bạn ơi. Rồi mình gặp chiếc Yamaha 82 cắt cái miếng bên kia, bỏ miếng đất tới miếng bên kia. Yamaha 82, chiếc này là Yaman 105. Tại vì cái chiếc này đang cắt cái miếng đất lùng nữa nha các bạn. Đó. Bên kia là Yamaha 82 đó nha. Bà chủ lúa nè các bạn ơi, bà chủ ruộng nè. Đó, đi theo bức ba cái lúa cặp bà mẫu dục ra cho máy cắt cắt ha. Lợi muốn tới đầu gối luôn nha. Rồi bên đây mấy anh cậu lúa nè. Mà cậu lúa này chạy lúc nào cũng bạo hết á. Ôi trời. Này còn có mấy chiếc máy cắt đang cắt à. Còn 3 chiếc à. Trăm lẻ năm nè. Ê 70 Thái nè. Bên đây nữa thì Yamaha 82. Yamaha 82 cắt miếng đất này đất dây ha, dài quá chừng dài, muốn gần vô tới cục vườn đó.
cánh này, bên đây ba chiếc đang cắt. Dạ. Trời 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 phép trời mà. Hôm bữa bữa dữ lắm rồi, chừng ông dứt đó là không có một hộp này. Mưa mà không có nước hả ta, có bơm không? Bơm đi xuống à. Bơm à, mấy cánh giặt bên kia lội nước quá chừng nước. Máy này mạnh ghê luôn ha, 105 lần. Đó, ổng đang quay đó. Nó ngắp cái tung ra hả? Ừ. Đây ông quay chung phải vậy? Quay chung. Quay chung mà hai kênh, các kênh. Tới đầu trên nè, giọng vô để cắt đi mày ơi, giọng vô để cắt đi. Mày lại mày liền ra đây. Ngày mai là vẫn đồng này luôn hả chú? Mai nó là cái đồng nghe nó. Còn cái đồng bên kia chạy chắc cũng cả 190 cắt ha. Ở đâu? Bên cầu bên kinh Củ Sáu á. À, Củ Sáu ở bên kinh Củ Điện Củ Sáu mới về này, về nó chắc luôn nè. Dạ. Bên kia quá chừng này cắt luôn. Mới lấy hai chiếc 850 lấy vô lăng về nữa. Sáng giờ con quay đó đó. Để vô lăng hả? Để vô lăng. Chiếc mới chát à, Yamaha nữa hả? Yamaha. Này 105 à? Hả? Chiếc máy này hồi lúc mới chú mua nhiêu? 400 mấy à? 400 mấy à? Bây giờ 600 rồi. Giờ lên hả? Lên hả? Với nhìn cái kiểu này gan cái kiểu mà chiếc World 102 vừa gồ ha. Cái lần này nó bây giờ nó không có hàng, nó thứ 102 á. Bây giờ nó ra 102. Ra 102 giờ. Ra 627 triệu. 627 à? Thằng nào đó mới, nó mới ra.
qua đây ở xã này có một cặp mà tôi lấy chiếc rồi thằng chủ về ấy bán á, lấy nghĩ là ngày mai còn cắt cái đồng này nữa chú. Chiếc này 105 là 105 mã lực đúng không? Đây. Ở bên đồng bên kia ba chiếc 102 bên tổng quản bên quan hai lớn đang cắt mình đó 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 cũng bị gan rồi này bị gan nó cũng bị gan luôn á. Thấy bình dầu cũng đổi gan luôn á, mà cái hiệu nó khác chứ dầu mới chậm lại lắm. Rồi cái này chú mua là mua mấy năm rồi? Mua hai năm ba năm rồi. Hai ba năm rồi. Giờ là hết hàng rồi không? Hết hàng, giờ nó không có hàng. Nó qua 102 rồi. Cái hàm này 2m.